thành phố Hồ Chí Minh công an bắt giam hơn 10 người, và mở rộng điều tra một số người khác ngay sau khi tiêu diệt Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, nghi can bắn chết 5 người. Chiều 14 tháng 2, trong những người bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam có Tức Tý Bà Dòm, 33 tuổi, bạn thân của Lê Quốc Tuấn nguyên thượng úy công an quận 11, và Lê Quốc Minh 27 tuổi, em họ Tuấn. Hai bị can này cùng 8 người khác bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan đến quá trình lẩn trốn của Tuấn Khỉ, hai nghi can khác cũng bị bắt giữ nhưng nhà chức trách chưa công bố thông tin. Lê Quốc Tuấn. Theo điều tra, trưa 29 tháng 1, Tuấn và Minh đến sòng bạc trong khu vườn nhãn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, chơi lắc tài xỉu. Xảy ra mâu thuẫn với các con bạc, Tuấn về nhà lấy súng AK quay lại bắn nhiều phát khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người bị thương. Hắn lấy xe SH khoảng 1 tỷ đồng tại hiện trường rồi bỏ trốn. Sau khi đưa tiền cho Tâm giữ, Tuấn cướp xe Nuvo, bỏ lại 11 triệu đồng và xe SH tiếp tục chạy trốn. Đêm đó, hắn cướp xe máy khác của trên tỉnh lộ, bắn chết nạn nhân. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã Tuấn về các hành vi giết người, cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đến tối 13 tháng 2, nhận tin báo, trinh sát đặc nhiệm phối hợp các lực lượng bao vây căn nhà hoang nằm lọt trong khu đất rộng khoảng 10.000 m2 gần cầu Sáng, giáp ranh xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi, xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn, tiếp giáp tỉnh lộ 15, phía sau là kênh rạch. Đến chiều 14 tháng 2, khu vực Tuấn bị bắn chết vẫn bị phong tỏa. Ảnh, Hữu Khoa. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ban chuyên án nhận định Tuấn có thể lợi dụng địa hình phức tạp để lẩn trốn, tẩu thoát, nên đặt ra các yêu cầu xử lý, truy bắt đảm bảo tuyệt đối cho người dân và lực lượng. Quá trình tiếp cận, đối tượng chống trả quyết liệt, tìm cách tẩu thoát, bắn trả 3 phát đạn trong đó 1 viên bị lép buộc. Lực lượng tinh nhuệ được huy động đã xử lý sự việc nhanh gọn trong 50 phút, ông Quang nói. Cảnh sát thu giữ khẩu súng AK Tuấn dùng để gây án và 9 viên đạn, 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn. Vị trí Tuấn bị tiêu diệt. Video, Văn Điệp Thanh Huyền, Quốc Thắng Let's Love Us, Oi.